Ma. Tiếng Việt à? Ừ, tiếng Việt. Khó thế mà tại học được nhỉ? Ma là gì? Ghost. Má. Mother. Mạ. Rice eating. Mã. Horse. Mà. Dấu. Thế còn mã? Tomb. Đây đúng người Việt rồi, câu nào biết trả lời. Theo các bạn, còn từ nào khó như thế mà thách thức người nước ngoài không? Comment bên dưới nhé.